Em Cường Độ Bá nhà chào cô bác chị nha. Hôm nay ngày 9 tháng 9 2024 nhé. Cô bác chị mua hàng liên hệ với số điện thoại 0909479154 nhé. Nhắn tin, gọi điện, kết bạn Zalo, gọi điện Zalo đều được nhé. Giá trên đây là chưa bao gồm phí ship nhé. Phí ship là phí vận chuyển nha cô bác chị. Phí vận chuyển đến chỗ cô bác chị cộng thêm phí ship cho giúp em. Vô cho chi tiết từng cái mã hàng nhé. Cái này là cái mã số 1. Này là cái đầu tarot đảo chiều nhé, nó xài cho mấy khoan cần mấy khoan mà không có chế độ tarot nhé. Đây mình xài cái này mình gắn vô mấy khoan nhé, cái này mình giữ cho nó chống xoay nhé, nó không được xoay. Cái này đứng cây thì mình gài cho nó không chống xoay đó, mình giữ lại nó chỉ xoay cái này thôi. Khi là khay cái này khi nào mình ấn tarot mình gạt cái cần kéo cái cần tarot xuống là nó sẽ tarot, còn mình nhấc lên nó sẽ tự động đảo chiều nhé. Đó, mình khi mình nhấn nhấn khoan, ví dụ máy khoan nó mình nhấn giữ khoan, nhấn khoan xuống là nó tự động tarot. Còn khi mình dỡ cái cần khoan lên, cần khoan tay ấy, là nó sẽ tự động đảo chiều lên. Nó là chế độ tarot. Con này là có Kento tarot từ M2 đến M7. M2 M7 như các bác chị. Đây, nó xài cái này. Đây. Đó. Cái này nếu mà có em kiếm có cái móc khóa thì em sẽ tặng, còn không có nó sẽ không có cái móc khóa nhé. Kẹp tarot từ M2 đến M7 nhé. Nó có chế độ chống gãy nhé. Đó, đây. Nó chế độ chống gãy nha các anh chị. Đây, số 1 đến số 2 này. Đó. Chống gãy nhé. Khi mình tăng chỉnh này, mình tăng càng xuống là lực nó càng mạnh. Lực xuống nó càng mạnh. Khi chưa đủ nó sẽ kêu cắt. Khi mình chỉnh xuống này xuống thì nó sẽ vừa đủ, nó sẽ qua nặng đi, là nặng quá nó sẽ kêu cắt, nó sẽ chống gãy cho mình nhé, chống gãy mũi tarot. Đó, con này là tarot từ M2 đến M7 của Kento, con này là 1,2 triệu nhé. Mã số 1 này là quân số 2 nhé. Sẽ bắt nào về gắn cho máy khoan này, máy phay cũng được nhé, máy phay mà không có chế độ đảo chiều đó. Thì mình xài con này cũng được nhé, nó có nhún này hạn chế giống gãy. Đó, con này đảo chiều, khi mình nhấn xuống mình giữ khoan xuống, mình kéo cần gạt xuống là nó tự động tarot, dỡ cần gạt lên là tự động đảo chiều. Còn cái này thì chống xoay nhé, mình cài vào cái cốt của máy phay đó chống xoay. Chống xoay nhé, con này từ M2 M7 đó. Tarot nhé, tarot đảo chiều cho máy khoan không có chế độ tarot. Từ M2 M7 đây nhé, con này 1,2 triệu, mã số 1. Có cái mã số 3 nhé, cũng là một con tarot đảo chiều luôn. Con này từ M2 cũng M7 luôn, nó có lịch lực chỉnh trong gãy này. Đó. Khi mà mình tarot đến M7 mà chưa nó kêu các thì mình chỉnh chuộc, chỉnh khi nào nó hết kêu thì thôi. Khi nào mũi tarot nó mòn quá, nó quá mòn á, nó sẽ lực nó sẽ mạnh, nó sẽ có chế độ chống gãy, sẽ kêu cắt nhé. Con này là cũng côn số 2 nhé, côn số 2 đó, côn số 2 nó có hai cái con led nhé. Con kia thì không có xài con led, con này thì có hai con led. Đây, có hai con led nhé. Đó, xài hai con led này. Đây, con này nếu có hơi bị xích ở đây thôi nhưng không ảnh hưởng gì hết. Đó, con này có hai con ốc này để chống xoay mình gắn mũi tarot và mình bỏ hai con ốc mình xiết vào hai cái vuông của tarot để chống xoay. Con này có bích nhé, đây nó có bộ như này, có bộ kèm theo hai con led như vậy. Bộ này là 1,3 triệu nhé, nó cũng là chống chống gãy, chống đảo chiều nhé, cho máy khoan không có chế độ tarot, máy phay từ M2 M7, một kẹp mũi M18 cũng được nhé, nhưng mà nhà sản xuất nó cho chỉ xài đến M2 M7 thôi, còn M18 thì mũi từ M18 vẫn kẹp được, nên em nghĩ tarot thì và cố thì vẫn tarot được. Nếu quá lực nó sẽ kêu thôi, nó sẽ có chế độ kêu. Đó, đó. Còn bích nhé, này cuốn số 2, bộ này là 1,3 triệu nhé. Đó, 1,3 triệu tarot bích, mã số 2. Mã số 3 cũng là một bộ tarot vậy luôn, côn số 2
cũng có hai cái collet luôn nhé, mỗi cái đều có hai cái collet đó. Nó có chế độ chống gãy nhé, cũng có chế độ chống gãy chỉnh lực ở đây đó, chỉnh lực này thằng mic nhé, khôn số 2 này em mới lấy về thì em chịu vệ sinh, hôm nay em đăng thấy đẹp quá em chịu vệ sinh luôn, em đăng này bán luôn. Con này là 1.3 triệu nhé, xài từ M2 đến M7 đó. Đó, nó hai con led nhé, một cái cây này, cây mình gắn đây này, mình gài để cho nó chống xoay, mình phải giữ cái này này để cho cái này nó đứng yên đó, nó chỉ xoay cái cục này thôi đó. Khi mình gạt lên nó tự động đảo chiều nhé. Đó, bộ này có 1.3 triệu nhé, mã số 3. Mã số 4 em qua cái mã số 4 là 4 cái mút phay, 3 cái mút phay thép gió, này là 108 nhé. Này, bộ này mút phủ này nhưng mà nó bị mài mất cái sườn này rồi. Phi của nó là thông số này nó hơi mờ. Cái này có bị mẻ đây nhé. Đó, có một góc bị mẻ nhé. Lấy nét thì kém. Đây rồi. Phi 27.4. Một cây 27.4, một cây này là 17.3. Nó cũng có bị mài đây này. Đó. Còn cây này cây phải phá nhé. Cây này cái đỉnh này nó hơi bị chày chày, các anh chị về mài lại. Nó phải nó hơi mờ. Đó. Ba cây này nhé, ba cây này 108 phải thép gió nhé, để phải phá. Mã số 4 này 108 nhé. Mã số 5 này có mấy cái mũi khoan, các bác anh chị nào về tận dụng nhé. Mũi này 130, 4 mũi 130.000. Cái này là phim 18 này. Đó, cái này 18 này, còn mấy cái này là mài nhỏ đi rồi. Còn mũi này là có mà chữ rồi, để em đo 16 nhé. Rồi mình cắt cái khúc gãy này đi nhé, cắt khúc gãy này đi mà mài lại mình khoan. Mũi này là mũi 28, càng tận dụng thôi nha các bác chị. Mũi này là 18.4, còn cái mũi này là 21 đó. Tổng là 5 mũi, em cân coi nó được bao nhiêu nhé. Nó là 1 ký 6. 1 ký 6 nha các anh chị. 1 ký 6. Mã số 13 là 136. Khoan nhé, tận dụng. Cái này là một đầu doa từ 29-48 nhé. Doa lỗi từ 29-48, doa rất sâu nhé. Nhìn vậy mình kẹp cán 25 này cũng được này, mình kẹp cán 32 này cũng được này. Nó có hai chế độ kẹp, kẹp này là phi 25, cái này phi 32 nhé. Và kẹp khi 25 là mình doa sâu được tối đa là 180 luôn ạ, phần 9 luôn ạ. Này là 29 này, doa từ 29 đến 43-48, 9-48, cán 25 nhé. Xài gắn chip nhé, T06. Đó. Hàng còn rất đẹp nhé, dù xịt còn rất ok. Nếu nó cũng là tăng chỉnh nhé, dù xịt tăng chỉnh nhé. Đó. Xài chip nhé, gắn chip. Gắn chip thì nó rất lợi hại, mình mòn chip là mình thay thôi. Này còn đi ken nhé, bộ này là 800.000, mã số 6. Em có cái mã số 7 nhé, cái này là mũi khoan 180.000. Cái mũi này là 2.7 nhé. 2.7 là 180.000. Cái này là mũi đỏ 12.7. 12.7. Con này nè, nó bị mài
nghe này không được đẹp này. Về tận dụng xài được nghe có bạn chị 42.7 này, đuôi này bị cắt này là phi 6.8. Cái này về mình cắt ngang đây đi nhé, rồi mình xài nhé, xài nó khoan được cái đây luôn này, còn thế đây. Phi này phi 16 nhé, phi 16. Còn cái này là bị màu phi 26. Còn phi này là phi 8 nhé, này nó mài thoát này, con bậc này. Còn cái phi này là cũng bị nối nhé, à, nó nối này, nó nối ở đây này, cái nhật nó nối nhé. Phi 15.5 đó, 15.5 tổng là đây, nhiều đâu là 180.000 nhé, khoa hàng tận dụng nhé. Số 7 7 là 180.000 nhé. Có cái mã số 8, cây này là 140.000 nhé, phải thêm số này, nó còn hộp này đây. Cái này thì còn rất là đẹp nhé. Phi 45 cán 32. 45 cán 32 nhé. À, rất đẹp nhé. 45 cán 32. Đó. Cái này 140.000 nhé. Mã số 8. Có cái mã số 9 này. Một cái giờ còn XCB này. XCB này 150.000 nhé. À, 50 A. Cái này nó hàng Nhật nhé. Đây em có hôm bữa anh kia mua bảo nó có chống giật thì chống nhảy gì em không dành. Con này có nút nhấn này mà nhưng ấn vào này nó không có nhảy. Đó, nó không có nhảy gì hết á. Không biết chống giật hay chống gì đó. Con này CB Alpha nhé. Này có đầy đủ này. Đó. Con này là 150.000 nhé, 50A. Hàng Nhật nhé, Fury Nhật nhé. Đó. Hoạt động bình thường nhé, 150.000. Hôm qua cái mã số 10, một cái CB luôn. Cái CB này 200.000, 50A. Cái này nó nói là điện AC220, xài 10 kA này. Này, này. Xài 10 kg phải, em không dành. Về điện em không dành nhé. 220 đến 240 là 10 A, 308, 406 là 5 K. Đó, con này nó có chống giật thì phải, em không rõ nhé. Này, em không dành này, ấn vào này nó tự nhảy này. Đó, tự nhảy xuống đó. Đó, cái này em không dành nhé. Đây, đó, tự nhảy xuống đó. Con này là 200.000 nhé. Đó, mã số 10, 200.000. Có cái mã số 11, con này cũng là 75A nhé. Con này thì cũng 220, 10 kA này, 308, 406, 7,5 kA này. Con này cũng có chống giật thì phải. Này, bắn vào đây này. Đó, nhảy xuống đó, nhảy CD xuống đó. Nhảy CD xuống mình kéo xuống, mình giật gạt lên. Đó, chứ mình gạt lên này là không được này, mình phải kéo xuống này, mình gạt lên. Đó. Con này cũng 3 pha nhé, 75A. Con này cũng là 200.000 nhé. Con này mà mua về xài cho gia đình thì nếu mà nó có chống giật thì quá ok luôn. Xài một pha thì mình gắn 2 giây, 3 pha thì mình gắn 3 giây. 200.000, mã số 11. Mã số 12, con này thì là 20A, con này 120.000. Đó, 120.000 nhé. Đó, đầy đủ. Con này thì không có nút trên chống giật, chống nhảy gì, em không giật về điện. Con này là 20A. Con này nó nói thì 220 đến 240 là xài 5K nhé. 5K. Con này 120.000, mã số 12. Có cái mã số 13 nhé. Con này là 30A, con này cũng 120.000 nhé.
nhưng mà con này nó chỉ xài 2,5k thôi nhé. Nhỏ, con này nhỏ. Là 120.000. À, 3A này. Đó. 120.000 nhé. Con này mã số 13, 120.000. Có cái máy số 14 nhé, một cái ban me 75-100 của con này, có Mitutoyo nhé, con này là 400.000 nhé, 75-100 đây, 75-100 số má thì rõ ràng hết nhé, hoạt động thì em gái trơn tru, mỗi tội ở đây là có bị nứt. Nay cái điện thoại nó hơi lên nét hơi khó đó, nó có bị ấy nứt ở đây một chút xíu nhé, mà quá đó, đây này nhé, có bị một chút xíu. Cái này là 7500 có dưỡng nhé, nó không có móc nha cô bác chị. Cái này là 400.000, 7500 bạn mẹ biết thương vô nhé, hoạt động trên chu êm ái nhẹ nhàng đó. Cái này là mã số 14 nhé, mã số 14 là 400.000 nhé. Em có cái mã số 15 là một cái cán tiện móc lỗ, cán này của Sumitomo, cán 25 20 dài 250 nhé, là chip C09, con này là 450.000 một cây, cán thì rất là đẹp nhé, cán tải chưa xài, chip C09 nhé. Chip C09 450.000 mã số 15 nhé, 450 cán 20 móc lỗ nhé, cán Nhật nhé. Đó. Cán này còn rất là đẹp nhé. Mã số 15 là 450.000. Em qua cái mã số 16. Và 16 một cái cán tiện nhé, cán tiện này là cán tiện hợp kim nhé, đây cán này là cán mới nhé, cán này cán không phi 8, cán hợp kim, cán này thì là chip C06, cán này thì cán là cán Trung Quốc thôi, đây cán hợp kim nhé, cán hợp kim phi 8. Con này phi 8 nha cô bác chị, phi 8 là chip C06, kèm hai hộp chip mới nhé, hai hộp chip mới, bộ này là 900.000, một cái cán hợp kim, kèm là hai hộp chip mới, kèm hai hộp chip mới nhé, hai hộp chip mới này, hộp này là R008 chạy phá, chạy thép và inox nhé, đó, chạy thép và inox. Con này R04 này, chuyên giải thép này, tung alloy này. Đó, hai hộp. Đó, bộ này là 900.000 nhé, cán hợp kim nha các bác chị. Cán hợp kim. Cán này em đang bán 350 một cán. Cán hợp kim phi 8 này này, 350 một cán, còn hai hộp chip này. Cộng là 900.000 nhé. Mã số 16 là 900.000. Mã số 17, một cái đài phay kèm 20 con chip nhé, chip này là chip 1203, bộ này là 900.000 nhé, đài này là đài 50 nhé, kèm 4 con chip, đài thì rất là đẹp nhé, đài 50 này, cán này cán 32 này, đó, đài thì rất là đẹp luôn, đài của Tung Loi này, kèm 20 con chip luôn nhé, có ba chị về phay. Còn chip thì báo em sẽ lấy chip, con chip này là 13.000 một viên, 13.000 một viên nhé. Đó, 20 con chip lướt nhé, rất là lướt đẹp nhé. Bộ này mã số 17 này, 17 là 900.000 này, chuyên chạy thép nhé, 900.000, mã số 17, đài phay 50. Mã số 18, một cái CB luôn, cái này là 10A. Con này cũng xài 5KA này, con này 100.000 nhé, mã số 18. CB bác nào có xưởng xài về mình xài,
đầy đủ ốc vít nhé. Đó. Con này là mã số 18 và 100 nha. Mã số 19 nhé. Bước khoa, mớ bước khoa này đây, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 15. Hàng tận dụng thôi, có mũi đẹp, có mũi xấu. Bộ này 160.000. 8.7. Đưa côn 12.5, 12.6. Này 6.8. Này 8.5. Cái này là nối này. Này 5.1. Cái này là 8.3. Sáu ly sáu, 6.5. Này 8.6. Số 19 này là 106 nhé. Này 12. Này 10 ly. 5.1. Nối. Này 10 ly. Này 6 ly. Này 12.5. Này 9 ly. Tổng cái này là 8 lạng. 8 lạng mũi khoan nhé. Này là 160.000. Mũi khoan nhé, 180.000. À 160.000 nhé, mã số 19 nhé các bác chị. 19 là 180.000. Có cái mã số 20 nhé. Một cái cán tiện nhé. Một cái cán tiện gần 2 hộp chip mới luôn. À 13 viên chip mới. À, bộ này là 1 triệu nhé. 1 triệu. Cán này là cán chống rung nhé. Đẹp chống rung của Sumitomo chip T11 nhé. Đây, cán thì new mới luôn nhé. Chống dung nhé, chip T11 nhé. Đó, hàng chống dung nhé, nó kèm 2 hộp chip mới, à quên 13 viên mới nhé. Con này chuyên giải thép này, con này là chuyên tinh bóng này, hạt nhẹ tinh bóng này, xẻ rãnh này. Đó, nhẹ xẻ rãnh này, chuyên tinh bóng thép. Đó, 13 con nhé. À, chip T11, bộ này là 1 triệu nhé, mã số 20, bộ này 1 triệu. Đó, mã số 20. Anh Sumitomo nhé, Sumitomo Nhật. Rồi, hôm nay em làm clip được một số cái mã hàng đó. Có mấy anh chị thấy mã hàng nào phù hợp có thể ủng hộ em nhé. Hôm nay em cũng làm clip đến đây thôi. Em hẹn gặp các bác anh chị clip sau nhé. À, chào các bác anh chị. À, hẹn gặp các bác anh chị clip sau.